trình của đài truyền thanh huyện thành phố phát trên sóng đài phát thanh Long An. Quý khán giả thân mến, năm 2016, năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ quyền lần thứ 10 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Toàn quyền nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm với phương châm đoàn kết, đổi mới, phát triển. Nhờ đó, Năm qua, quyền đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong chương trình công tác của Đài Truyền thanh Quyền Vĩnh Hưng phát trên sóng Đài Phát thanh Long An hôm nay, mời quý thính giả và các bạn theo dõi bài viết Vĩnh Hưng nỗ lực đoàn kết phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Năm 2017 bắt đầu, niềm tin trong năm mới dân trào với bao khát vọng đạt những thành công mới. Những kết quả đáng ghi nhận trong năm qua là tiền đề tốt cho những tháng lợi mới. Đặc biệt, chính sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong quyền, nên việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội quyền Vinh Hưng hầu hết đều đạt và dược so với kế hoạch. Với những kết quả nổi bật đó là tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quyền ước đạt 2.667 tỷ đồng, đạt 100,24% so với kế hoạch. Trong đó, khu vực nông lâm thủy sản đạt 2.153 tỷ đồng, Khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 380 tỷ đồng, tăng 10,46%. Giá trị thương mại lưu trú ước đạt 134 tỷ đồng, đạt 101,51% kế hoạch. Lĩnh vực này có bước tăng trưởng khá, bước đầu đã thu hút được các doanh nghiệp ngoài tỉnh đến đầu tư trên các lĩnh vực phân bón, thuốc trừ sâu, phụ tùng máy móc nông nghiệp, kết hợp với chương trình đưa hàng Việt về nông thôn đã tạo điều kiện cho người dân mua sắm hàng hóa với giá cả hợp lý, chất lượng cao chủng loại phong phú, đa dạng, phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Bên cạnh đó, trong năm 2016, huyện liên kết với doanh nghiệp tham gia cánh đồng lớn với tổng diện tích là 2.930 ha. Việc liên kết sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn đã giúp nông dân sản xuất hiệu quả hơn, lợi nhuận tăng thêm bình quân khoảng 2,5 triệu đồng một hecta một vụ so với các hộ sản xuất ngoài mô hình. Một số doanh nghiệp đã tạo được niềm tin với nông dân ông Nguyễn Quỳnh Hải, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Quyền Vĩnh Hưng cho biết: Trong cái vấn đề phát triển sản xuất thì cái mô hình liên kết sản xuất là tiếp tục được quan tâm là chỉ đạo thực hiện khá tốt. Quyện luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp để đầu tư cái mô hình liên kết sản xuất trên địa bàn huyện trong hai, năm 2016 thì toàn quyện có là, là 29295 2.929,5 hecta là tham gia vào cái mô hình liên kết sản xuất chiếm khoảng 5% tổng diện tích xã toàn quyện nhìn chung thì các cái diện tích tham gia mô hình liên kết sản xuất có lợi nhuận cao hơn so với ngoài mô hình mà chi phí đầu tư áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến và được là các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm là giá trị cao hơn nhằm từng bước nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Trong năm qua, Ủy ban dân huyện đã tích cực chỉ đạo các ngành các cấp tăng cường vận động nhân dân chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi. Qua đó, diện tích gieo trồng cây qua màu cả năm là 3.638 ha, đạt 101% kế hoạch năm, tăng 94 ha so cùng kỳ. Các cây trồng chủ yếu dưa hấu, cây mè, cây sen, các loại rau màu khác, lợi nhuận bình quân từ 20 đến 25 triệu đồng một hectare. Tình hình chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm gia súc gia cầm trên địa bàn huyện tương đối ổn định và có những bước chuyển biến rõ ràng tích cực. Từ chăn nuôi nhỏ lẻ phân tán chuyển sang chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại. Hiện toàn huyện có đàn trâu bò là 11.032 con đạt 169% kế hoạch, đàn heo 6.565 con đạt 87% kế hoạch, đàn gia cầm ước đạt 338.623 con đạt 96% kế hoạch. Công tác tiêm phòng dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được thực hiện thường xuyên nên dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm không xảy ra. Toàn quyện hiện có 350 hecta nuôi cá ao. Đối tượng nuôi chủ yếu là các loại cá truyền thống như cá tra, cá mè, cá rô phi, cá rô đồng. Ngoài ra các hộ dân còn thả nuôi được 7 hecta tôm càng xanh, thu hoạch đợt đầu sản lượng đạt 400 kg một hecta, giá bán bình quân 280.000 đồng một kg, lợi nhuận bình quân 45 triệu đồng một hecta. Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng được huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kết cấu hạ tầng, giao thông thủy lợi được chú trọng đầu tư, tạo bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến nay, toàn huyện có hai xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Khánh Hưng và xã Vĩnh Bình. Các xã còn lại đạt từ 11 đến 17 tiêu chí. Trong năm, huyện đã triển khai thực hiện 135 danh mục công trình với tổng kế hoạch vốn 87 tỷ 595 triệu đồng, trong đó nguồn giống ngân sách quyện 58 danh mục công trình với tổng kế hoạch giống là 23 tỷ 460 triệu đồng, nguồn giống tỉnh hỗ trợ là 75 danh mục công trình với tổng kế hoạch giống là 63 tỷ 182 triệu đồng và hai danh mục công trình thuộc nguồn giống bổ sung ngoài dự toán với tổng kế hoạch giống là 953 triệu đồng. Công tác quản lý đầu tư xây dựng được triển khai thực hiện khá tốt. Quỹ ban dân quyện đã đề ra nhiều giải pháp để chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quyện nguồn vốn đầu tư được phân bổ theo hướng tập trung trọng điểm, giảm dần nợ động trong đầu tư xây dựng cơ bản. Nhiều công trình quan trọng được triển khai xây dựng, đặc biệt là các công trình trọng điểm theo nghị quyết đại hội đảng bộ quyền lần thứ 10, tạo tiền đề để phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2017-2020 thực hiện chương trình chỉnh trang thị trấn trên cơ sở nghị quyết của quyền ủy và hội đồng dân huyện, ủy ban dân quyền đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trên lĩnh vực chỉnh trang thị trấn. Mặc dù khó khăn về nguồn vốn, nhân quyền đã tranh thủ sự ủng hộ của ủy ban dân tỉnh cùng với việc huy động nguồn vốn từ nhân dân nên các chương trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thị trấn tiếp tục được triển khai thực hiện đã góp phần làm cho thị trấn ngày càng khang trang sạch đẹp bà trương thị úc khu phố bào sậy thị trấn vĩnh hưng nói chợ bào sậy đã được nâng cấp sửa chữa hiện nay là bà con uh, tiểu thương uh, đi vào mua bán rất là đông đúc ngày càng một phát triển trong những năm vừa qua chúng ta thấy rằng là đã có một diện mạo rất là mới từ đó đã đem lại cái đời sống tinh thần và vật chất cho bà con ở thị trấn ngày càng được nâng lên đã góp phần trong cái việc mà xây dựng thị trấn văn hóa ngày càng được đạt được các cái tiêu chí đã đề ra trên lĩnh vực giáo dục y tế văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ an sinh xã hội được đảm bảo đời sống nhân dân ổn định và tiếp tục được cải thiện sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quyền không ngừng phát triển, chất lượng dạy học được duy trì và nâng cao, hệ thống trường lớp được củng cố và mở rộng, công tác phổ cập giáo dục được quan tâm thực hiện. tất cả các chỉ tiêu của ngành giáo dục đều hoàn thành, đạt và vượt mức nghị quyết hội đồng nhân quyền đề ra. bên cạnh đó, quyền luôn quan tâm giáo dục y đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chấn chỉnh thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ, củng cố nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ quyền đến cơ sở công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục được tăng cường, duy trì công tác tuyên truyền truyền thông chống dịch cúm A H5N1, H7N9, bệnh sốt xuất huyết và Zika nên không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn quyện. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi rộng khắp, số hộ gia đình thể thao và số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên được tăng lên. Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện khá tốt, kịp thời đưa các chủ trương nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Các chế độ và chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời đúng đối tượng. Công tác giải quyết việc làm giảm nghèo được thực hiện tốt. Việc dạy nghề cho lao động nông thôn được tiếp tục thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Ông Trương Văn Điệp, Chủ tịch Quỹ ban Dân Quyện, phát biểu. Với sự nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, sự tích cực trong các quản lý điều hành của huyện dân quyền, quyền đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chúng ta đã đạt được 23 trên 24 chỉ tiêu của nhà nước về xã hội. Chỉ còn một cái chỉ tiêu là trường đặc chuẩn quốc gia do cái lộ trình đầu tư xây dựng kéo dài qua năm 2017. Có thể khẳng định rằng trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, những công tác chỉ đạo điều hành của tập thể ban dân quyện đã theo đúng chủ trương, đúng chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, bám sát mục tiêu nghị quyết của huyện ủy hội đồng nhân dân quyện, phương thức điều hành có đổi mới và ngày càng chặt chẽ đúng quy định sát thực tế, hiệu quả cao thể hiện qua những kết quả quan trọng, các chi tiêu kinh tế xã hội hoàn thành và vượt mức nghị quyết hội đồng dân quyện đề ra, kinh tế của quyện vẫn duy trì và phát triển tốt, giá trị sản xuất các khu vực đều tăng, tổng thu ngân sách dược dự toán tỉnh và hội đồng dân quyền giao. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư một số công trình xây dựng cơ bản quan trọng được bàn giao đưa vào sử dụng. Từ đó đã góp phần hình thành diện mạo mới cho quyền. Giờ đây là chương trình công tác của Đài truyền thanh quyền Vĩnh Hưng phát trên sóng Đài Phát thanh Long An. Thân ái chào quý vị và các bạn.